Diễm sang Mỹ thì Diễm đi một mình, Diễm không có gia đình. Ở Mỹ cũng có một số bạn bè thôi, và Diễm chọn ở Los Angeles để thuận tiện cho công việc. Gần hơn một năm đầu rất là khó khăn, thì cuối cùng thì chúc Diễm cũng hòa nhập được vào cái cuộc sống tại xứ sở cờ hoa. Trước khi mà đi Mỹ thì chúc Diễm có cái thương hiệu đồng hồ riêng, và khi mà Covid nổ ra, trung tâm thương mại là phải đóng cửa, lo cho nhân viên có được cái chỗ làm mới, và gần như là chúc Diễm phải gọi là mất hết toàn bộ những cái số tiền mà mình đầu tư ra luôn á. Chỉ phải nói thiệt á là không có còn cái gì hết trơn luôn á. Nhưng mà cái cảm giác mà khi mà mình đang ở đây, và sau đó thì mình Diễm cảm thấy là Diễm chạm đến một cái đấy mà gọi là Diễm phải nói là ồ, mình mất hết tất cả luôn. Lúc đó Diễm cảm thấy là mình giống như là bị trầm cảm rất là nặng. Nếu như mà muốn mà trở nên tốt hơn thì bản thân mình phải thay đổi. Lúc đó một cái quyết định gọi là Diễm chưa bao giờ nghĩ đến trong đời là đi đến một đất nước khác để ở. Chúc Diễm có thẻ xanh từ 2015 rồi, lâu lắm rồi, nhưng mà hoàn toàn là ở Việt Nam hết. Bởi vì gia đình ở Việt Nam, công việc ở Việt Nam chưa sẵn sàng. Nhưng mà tới cái thời điểm mà bản thân cảm thấy rằng nó giống như là những cái chuyện đó xảy ra để đẩy mình, đi lên và phải cải thiện bản thân của mình hơn, thì lúc đó chúc Diễm nghĩ là thôi, mình sẽ làm lại từ đầu. Đúng nghĩa là 5.000 đô trong túi và 3 cái vali. Ở chung cư mà mình thuê và mình share ra với lại một số những cái bạn roommate từ nước ngoài khác đó. Chúc Diễm có cái talk show riêng thì nó cũng có được một cái thu nhập. Nhưng mà lúc đó là thật sự nó chỉ vừa đủ để trả những cái chi phí đó. Thỉnh thoảng là cũng hơi thiếu. Diễm có đồ hiệu á, Diễm bán hết luôn. Có một đợt là trước khi Diễm đi Mỹ là Diễm thanh lý đồ hiệu đó. Nhưng mà lúc thanh lý ra xong rồi thấy mọi người khổ quá, mình cũng đóng tiền để hỗ trợ cho bên quỹ vaccine. Xong rồi mình còn một số tiền thì mình để dành. Mình nói là mẹ ơi, nếu mà con có vấn đề gì thì mẹ gửi qua cho con. Thì lúc đó Diễm nhớ là Diễm cần cái xe để đi làm, và Diễm nhờ mẹ gửi đúng tiền để mua một chiếc xe. Mà tiền là coi như là mua một chiếc xe xài rồi đó, một chiếc xe cũ đó. Có được xe hơi một cái là Diễm chạy lên freeway luôn á. Mà coi như là Diễm nghe nhiều người nói là Diễm rất là gan, bởi vì là nhiều người kêu là trời ơi, chị ở Mỹ lâu rồi mà chị không có dám chạy freeway, chị chạy đường trong không mà em gan vậy Diễm. Và Diễm nói là bây giờ thật sự nha, nhìn mặt em á thì thấy hiền với nhát lắm, nhưng mà trong lòng của em á là không phải như vậy. Trong lòng của em á là em rất là gan đó, cho nên là nếu như mà em phải làm là em sẽ làm. Và có lẽ là bởi vì là từ khi mà có được chiếc xe, có được phương tiện di chuyển, và chúc Diễm làm việc, và chúc Diễm để dành làm việc, và để dành làm việc, và để dành, thì chúc Diễm mới có được ngày hôm nay. Thì thật ra thì trước khi mà quyết định đi là dành thời gian rất là lâu để Diễm phải suy nghĩ. Bởi vì Diễm biết là mình phải đối mặt với những cái vấn đề như vậy. Nhưng mà thật sự Diễm nghĩ là nếu như mà Diễm mang cái tâm lý của là một người nổi tiếng ở Việt Nam, có sự nghiệp, có nhà, có xe, có người thân, và sang một đất nước mới, thì dĩ nhiên mình bắt đầu lại từ đầu. Mình phải hiểu rằng là cái gì cũng vậy. Con người của Diễm là từ phía dưới mà đi lên. Diễm đã từng như vậy ở Việt Nam, và Diễm biết rằng ở Mỹ nó sẽ còn khó hơn ở Việt Nam gấp nhiều lần. Nên là tâm lý thì chuẩn bị, nhưng mà thỉnh thoảng thì buồn. Dĩ nhiên rồi, nhớ nhà, khác biệt văn hóa, thỉnh thoảng thì bị phân biệt chủng tộc, bị đối xử một cách thiếu công bằng. Diễm nhớ là hầu như là tháng nào cũng khóc, tháng nào cũng có một ngày là sẽ khóc rất là nhiều. Nhưng mà không sao, kiểu như là thôi, khóc xong rồi giải quyết được cái trong lòng mình rồi, và mình phải cố gắng mình đi tiếp. Thì Diễm chọn là mỗi một ngày Diễm dành một tiếng tới hai tiếng, Diễm cứ đi bộ, tự hỏi bản thân mình những câu hỏi và mình tự tìm ra cái câu trả lời. Nếu cái chỗ nào mà mình bị khúc mắc ngay đó thì mình lại phải tìm hiểu thêm để mình tìm được cái câu trả lời đó. Thì Diễm thấy mình tiến bộ hơn về cái mặt suy nghĩ. Diễm học cách đối diện với cảm xúc của mình hơn, và
cái sự trầm cảm của Diễm nó tự giảm đi rất nhiều. Giống như ở Mỹ thì người ta sẽ đi therapist, những cái gặp bác sĩ để mà nói chuyện. Tôi không có, Diễm không có tiền nên là không có đi therapist. Mình tự làm therapist cho bản thân của mình luôn. Và lúc đó thì từ từ chúc Diễm học cách để mà thích nghi và thích ứng. Và Diễm nghĩ là mình thích ứng cũng khá là nhanh.